Express. Xin chào, các bạn đang nghe Điểm tin VN Express thứ tư ngày 14 tháng 9. Chủ trì họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 sáng hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ ngành và các địa phương đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, sẵn sàng cho trường hợp COVID-19 diễn biến phức tạp. Việc mua sắm thuốc phải nhanh chóng, không được đủng đỉnh, ai không làm đứng sang một bên, bởi tính mạng người dân tính bằng giờ, bằng phút. Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc thể chế về đấu thầu, mua sắm, sửa đổi ngay các thông tư để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho việc mua sắm. Hiện nay, COVID-19 vẫn được kiểm soát nhưng diễn biến khó lường do virus liên tục tiến hóa với biến chủng mới, hiệu lực bảo vệ của vaccine suy giảm theo thời gian. Các dịch bệnh mới phát sinh gây nguy cơ dịch chồng dịch trong khi đã xuất hiện tâm lý chủ quan. Tuần qua, cả nước ghi nhận 2.900 ca nhiễm mỗi ngày, ca nhập viện tháng 8 tăng 330% so với tháng 7, số ca nặng, nguy kịch cần thở oxy tăng 300%, 35% ca nặng, tử vong thuộc các trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chia dự án cao tốc Bắc Nam thành 30 gói thầu, mỗi gói trị giá 3.000 đến 5.000 tỷ đồng. Ôi, giá trị gói thầu như vậy sẽ phù hợp năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trong nước hiện nay. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, các cấp cần nghiên cứu mô hình tổng thầu, lựa chọn một nhà thầu từng thi công tỷ lệ lớn cao tốc thay vì chọn liên danh để tối ưu hiệu quả. Trường hợp áp dụng mô hình tổng thầu, giá trị gói thầu có thể được nâng lên cao hơn 5.000 tỷ đồng, thậm chí 10.000 tỷ đồng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp lớn tham gia khối lượng công việc lớn và giảm áp lực cho bộ máy quản lý dự án cũng như đưa dự án cao tốc về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 và 2025. Dự án đi qua 12 tỉnh thành, chia làm 12 dự án độc lập với tổng vốn 146.990 tỷ đồng. Qua bốc thăm ngẫu nhiên, Tổng cục Thuế vừa chọn được 71 cán bộ phục vụ công tác xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Theo kết quả bốc thăm, ngoài số trưởng phòng, có 37 cán bộ cấp phó trưởng phòng và phó chi cục trưởng, 9 người thuộc cấp vụ phó và cục phó sẽ được xác minh tài sản. Tổng cục Thuế xác định việc tổ chức tốt công tác xác minh tài sản giúp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế liêm chính. Nội dung xác minh gồm tính trung thực, đầy đủ của bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ cũng như giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm theo quy định của luật phòng chống tham nhũng. Phim Đêm tối rực rỡ đoạt giải cánh diều vàng năm nay. Đây là phim của đạo diễn người Mỹ Aaron Toronto về nạn bạo hành ở Việt Nam. Lễ trao giải diễn ra vào tối qua. Phim xoay quanh một đêm tang gia của một gia đình. Giữa đám tang, người bố thú nhận nợ nhiều tiền và cần trả trước 6 giờ sáng hôm sau để không bị xã hội đen giết. Các con đùn đẩy nhau vì mỗi người đều có ẩn khúc. Buổi tối trở thành quả bom nổ chậm với gia đình này. Phim Đêm tối rực rỡ là một trong những hiện tượng phòng vé Việt năm nay với doanh thu hơn 20 tỷ đồng dù thuộc dòng phim độc lập, đề tài kén người xem. Giải nam diễn viên chính điện ảnh xuất sắc thuộc về diễn viên Nhí Lại Trường Phú, vai Hùng, cậu bé mồ côi mẹ trong tác phẩm Giả tưởng Mai Ca, cô bé đến từ hành tinh khác. Giải đạo diễn điện ảnh thuộc về Trần Chí Thành và Nguyễn Thanh Vân với Bình Minh Đỏ, phim về đề tài chiến tranh, xoay quanh trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn. Hạng mục nam, nữ chính phim truyền hình xuất sắc nhất thuộc về Thanh Sơn và Khả Ngân trong phim 11 tháng 5 ngày. Tác phẩm này cũng đồng giải cánh diều vàng cho phim truyền hình với Thương ngày nắng về phần 1. Lễ trao giải cánh diều vàng năm nay có 147 tác phẩm tham dự, chia thành nhiều hạng mục như phim truyện điện ảnh, truyền hình, khoa học, phim tài liệu, phim ngắn và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh. Cánh diều là giải thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam, ra đời từ năm 2003, tôn vinh các phim điện ảnh, truyền hình, phim ngắn, tài liệu, khoa học và công trình nghiên cứu. Tính đến tối nay, mỗi ounce vàng giảm hơn 30 đô la Mỹ về mức 1.698 đô la Mỹ do ảnh hưởng bởi lạm phát tháng 8 cao hơn dự báo tại Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi chỉ số giá tiêu dùng do Bộ Lao động Mỹ vừa công bố là 8,3%, cao hơn so với dự báo là 8,1%. Đồng thời, lạm phát lõi tăng 6,3% tháng trước. Hiện, lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt so với 2 tháng trước đó, nhưng vẫn ở mức cao. Theo nhiều nhà kinh tế học và chuyên gia phân tích thị trường, số liệu hôm nay đã xóa tan kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm tốc nâng lãi suất. Việc này không có lợi cho công cụ không trả lãi cố định như vàng. Khi giá vàng giảm, giá đô la Mỹ hiện vẫn ở mức cao. 22 giờ 20 phút tối qua theo giờ Hà Nội, cỗ xe tang lễ đưa thi hài nữ hoàng Anh rời nhà thờ St. Giles để tới sân bay Edinburgh. Sau đó được vận chuyển bằng vận tải cơ C-17 Globemaster trở về thủ đô London. Xe chở linh cữu di chuyển chậm qua đám đông những người tưởng niệm ở trung tâm thành phố Edinburgh. Nhiều người im lặng cúi đầu khi cỗ xe đi qua, cũng có những người vỗ tay để bày tỏ lòng thành kính với bà. Đến khoảng 18 giờ 50 phút, tức 0 giờ 50 phút ngày 14 tháng 9 giờ Hà Nội, thi hài nữ hoàng về tới thủ đô và được xe tang cấp nhà nước hộ tống về cung điện Buckingham. Vua Charles III và vương hậu Camilla cùng gia đình thái tử William sẽ đón thi hài nữ hoàng tại cung điện Buckingham. Trong chiến dịch cầu London, kế hoạch về loạt sự kiện diễn ra sau khi nữ hoàng Anh qua đời,
thi hài của bà dự định được vận chuyển từ Scotland về London bằng tàu. Tuy nhiên, phương tiện vận chuyển sau đó thay bằng máy bay, được cho là để tránh gây gián đoạn. Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hôm 8 tháng 9, hưởng thọ 96 tuổi, sau hơn 70 năm trị vì. Loạt sự kiện trong lễ quốc tang của nữ hoàng diễn ra trong 10 ngày sau khi bà qua đời, kết thúc bằng tang lễ tại tu viện Westminster ở London vào ngày 19 tháng 9.